Bài thơ Đếm sao giải hạn, tác giả Dòng sông Lam, chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Bầu trời hàng triệu vì sao, ban đêm lấp lánh thu vào mắt ta. Sao gần rồi đến sao xa, mỗi vì một nét tùy vào ánh quang. Ở gần ta có mặt trăng, dân gian vẫn gọi chị Hằng đấy thôi. Gốc đa chú cuội vẫn ngồi, ngắm nhìn chị đẹp đang ngồi lai chim. Người yêu thì cứ thả tim, bộ phận không nhỏ âm thầm dõi theo. Giấc mơ của chị thế nào, nhặt sao đếm tỏi trong hầu chưa khai. Ngôi sao chị hái ban đầu, thái âm 69 hở lờ 53, lúc đầu 14 hăm 2, rồi lên 28 nay còn tăng lên. Đầu tròm hạn nặng khó qua, nhân tài thiếu đức trầu về chiều hôm. Vân hớn, 51 anh đợi, sao kim chiếu mạng gặp năm không lành. Xung khắc với mạng chị mon, từ một tỏi 8 leo gần 100. Hạn nặng vì thích kim cương, để mon lồng lộn đạp dồn xuống sâu. Vân hớn cũng nhẹ không sao, trong năm khẩu thiệt lao đau sơ xài. Đầu năm đổ bác bạc bài, làm nhiều ăn ít hao tài bất an. Văn thơ khẩu thiệt đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan quở hành. Hòa đức chiếu mệnh chẳng lành, dù tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỳ trong 2 tháng bất an gia đình. Gặp ai gây dữ làm thinh, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Thiên vương chiếu mệnh lệ ông, thái âm chiếu hạn năm này không sai. Chị mon cũng đã réo tên, vài trăm củ tỷ giấc mơ quý bà. Thái âm chiếu mệnh thế này, để không đau mắt chụp tay chẹo gió. Đàn ông có nặng nhẹ lo, đàn bà khẩu thiệt đôi co dày già. Thân người lân cận bất hòa, nói hành nói láo vậy mà sau lưng. Ốm đau qua khỏi thì mừng, hao tài tốn sức ta đừng có tham. Bản mệnh chẳng được bình an, phòng người phản phúc vu oan cho mình. Đất bằng sóng dậy thình lình, hung tinh chiếu mệnh chống kình chẳng nên. Kế đô 37 thủy linh, ao hồ nhân mã mộc tinh mai rùa. Ngôi sao may mắn bầu trời, dần thương dần mến sáng ngời vừa qua. Nếu không xúc phạm linh quy, khắc tên đau đớn phóng sinh thả về. Giờ đây sẽ được đề huề, mấy trăm củ tỏi không hề bị soi. Kế đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bị ai khóc ròng. Đàn bà vận mệnh long đong, ốm đau tang chế nặng trong năm này. Đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không thì tai họa vương mang có ngày, phòng người làm gấp rồi nguy. Thí ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, than tài dục lợi bất an. Thương người phải nhớ chớ than thở phiền. 21 xem hạn đếm sao, gừng nô tỏi sĩ vướng vào sao kê. Sao này rất nặng đó nghe, làm nhiều công đức mong qua hạn này. Mong mọi người nhấn nút đăng ký ủng hộ, động viên kênh. Trân trọng cảm ơn. Các em nhìn những cái đồng tiền đó, các em có ham không? Rồi các em thấy vậy, các em không đi làm mà các em muốn can. Các em nhìn những cái đồng tiền đó, các em có nảy sinh ra những cái ý tưởng mà các em ăn cướp không? Nên chúng ta học được, chúng ta làm, ta kiếm ra những cái đồng tiền sạch sẽ nha các em. Các em hiểu không?